Từ khi mà không ăn tới giờ thì cô Tuyết á, là có bị bệnh tật gì không? Thế thì trong cái thời gian nhịn ăn như vậy là tổng cộng là bao nhiêu à? Thời gian dạ, nếu mà tính ra đó 14 tuổi tới giờ 59 là khoảng nhịn ăn vậy là bao nhiêu? 24, 34, 44, 54 và 45 năm. Như vậy là cô Tuyết có một cái quá trình nhịn ăn 45 năm. Mọi người thấy khủng khiếp không? Mà cổ rất là khỏe mạnh. Điều đặc biệt là mọi người nhìn cô Tuyết bây giờ là 59 tuổi nhưng mà nhìn như là một cái cô gái thiếu nữ mà còn đang xuân vậy đó, phải không? Mà cái điều đó rất là bất ngờ. Thế thì còn thêm cái nữa là từ khi mà không ăn tới giờ thì cô Tuyết á, là có bị bệnh tật gì không? Hay là ở bên Canada thì mỗi người Việt Nam khi qua họ bị allergy, thì cô có bị allergy không? Rồi có bị những cái bệnh gì hay không? Hay là gan nhiễm mỡ, cholesterol trong máu hay gì gì đó, cô có bị gì không? Cô cho biết đó. Dạ thưa thầy, với lại thưa mọi người là ở đây thì có cái cạc đó, thì mỗi năm em đều đi test nghiệm máu. Dạ thì ba cao một thấp á, thì bác sĩ nói là em rất là bình thường, những chỉ số đó là normal. Bác sĩ còn hay chọc em là kêu em máu con gái 18 mà. Dạ em không có bệnh allergy luôn. Rồi không ai bị allergy luôn. Đấy thì đây là một cái trường hợp đặc biệt, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn mọi người lắng nghe cái trường hợp này và chúng ta học tập, đồng nghĩa với là thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái tuổi thọ dài hơn, rồi không bệnh tật và luôn luôn trẻ mãi không già. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.